Xin chào tất cả quý vị, lại là tôi đây. Và để nối tiếp với chương trình ngày hôm nay, trong số các cái địa điểm cổ xưa tại thành phố Hồ Chí Minh thì tôi muốn gửi đến quý vị một cái nơi rất là nổi tiếng và có lẽ nhiều người sẽ còn ngạc nhiên bởi vì đã vào trong cái nơi này tham quan nhiều lần mà chưa biết được một cái nơi trưng bày cũng rất là nổi tiếng và rất đặc sắc, thì dành cho những ai yêu thích thiên nhiên hoang dã. Và không để cho quý vị chờ lâu nữa, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Thảo Cầm Viên của Sài Gòn. Thì tôi xin nói sơ qua cái lịch sử của cái Thảo Cầm Viên này, bởi vì đây cũng là một cái địa điểm lịch sử có tuổi đời cũng rất là lâu. Thì Thảo Cầm Viên được đánh giá là một trong 10 cái vườn thú lâu đời nhất thế giới. Thì lịch sử ra đời của Thảo Cầm Viên này được tôi tìm hiểu như sau. Thì sau 5 năm cái ngày mà Pháp đánh chiếm Sài Gòn vào ngày 23 tháng 3 năm 1864, khi đó là đề đốc De La Reyndière đã cho xây dựng vườn Bách Thảo. Ban đầu thì ông là Louis Andos German, được xem là bác sĩ thú y của quân đội Pháp. Ông được giao cái nhiệm vụ là mở mang thêm 12 hecta ở vùng đất hoang ở phía bờ đông bắc của rạch Thị Nghè, tức là cái khu vực mà ngày nay có cái chung cư ở đường Nguyễn Ngọc Phương quý vị. Nếu như mà đứng ở bên đây của Thảo Cầm Viên, chúng ta sẽ trông được về bờ bên kia là của cái quận Bình Thạnh. Thì sau một năm thì cái vườn thú cơ bản đã được hình thành với một số cái chuồng trại. Thì đến tháng 3 năm 1865 thì toàn quyền Đông Dương đã mời ông Louis Pierre phụ trách chăm sóc vườn thực vật ở Calcutta ở Ấn Độ và sang làm giám đốc cho Thảo Cầm Viên. Thì ông Pierre được giao nhiệm vụ là sưu tập các loài thực vật, động vật của Nam Kỳ và cả ba nước Đông Dương để chuyển về cái Viện Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên ở Paris, cũng như là trồng dọc các cái trục lộ ở Sài Gòn. Thì tham quan Thảo Cầm Viên thì nhiều người đã biết rồi, thì ngày hôm nay tôi sẽ đưa tất cả quý vị tham quan cái khu rất đặc biệt trong Thảo Cầm Viên, đó chính là cái bảo tàng động thực vật của Thảo Cầm Viên. Thì nơi đây trưng bày những cái tiêu bản động vật, thực vật được lưu giữ trong bảo tàng này. Cái nơi này nó rất là ý nghĩa, bởi vì những ai mà yêu thích cái sinh học, động vật và thực vật có thể đến đây vừa tham quan, vừa có thể là mở rộng thêm được cái kiến thức cho mình. Và khi mà bước vào trong cái Thảo Cầm Viên thì chúng ta đi thêm một đoạn qua tới cái qua khỏi bức tường của ông Louis Pierre đó, thì chúng ta sẽ rẽ vào hướng tay phải, sau đó chúng ta sẽ thấy được cái bảo tàng động vật và thực vật của Thảo Cầm Viên. Thì mà khi đầu tiên khi mà quý vị bước vào sẽ thấy là bộ xương của một con voi rất là lớn ở đây, và ở đây người ta trưng bày các cái tiêu bản của tất cả các cái loài động vật đặc hữu ở trên các cánh rừng của Việt Nam. Thì những cái tiêu bản này có nguồn gốc là những cái con thú được nuôi ở trong Thảo Cầm Viên nó đã chết, hoặc là những cái nơi khác gửi những cái tiêu bản của những loài động vật quý hiếm mà cần được bảo tồn, cần được lưu giữ tiêu bản để các nhà khoa học cũng như là dân chúng có dịp tìm hiểu thì được gửi về đây. Thì trải qua các cái công đoạn xử lý thì giờ đây có những cái tiêu bản được trưng bày ở đây. Thì ngoài những cái tiêu bản tất cả các cái loài động vật, từ động vật săn mồi, động vật ăn cỏ cho đến các loài chim muôn, bò sát, thì trong đó có những cái tiêu bản của những loài động vật nó chỉ còn lại là những cái bộ xương, hoặc là những cái nơi trưng bày những cái loài động vật đột biến. Thì ở đây quý vị sẽ dễ dàng nhận thấy được những cái sinh vật đột biến rất là kỳ lạ, chẳng hạn như là trâu ba sừng, chó năm chân hoặc là gà nhiều cựa. Thì nhắc đến đây chúng ta nhớ tới cái truyền thuyết hang sơn tinh thủy tinh, thì có những cái thử thách mà sơn tinh đã làm được, chẳng hạn như là voi chín ngà, gà chín cựa. Thì voi chín ngà thì chúng ta không thấy, chưa thấy bao giờ, nhưng mà gà chín cựa thì ở đây có những con gà rất là nhiều cựa.
thì cũng là một trong những cái loài sinh vật quý hiếm. Thì người ta tính toán đây là do cái vấn đề là đột biến. Thì nếu như vào thời xưa, nếu như mà con người ta không biết đến cái khái niệm về đột biến thì họ nói rằng đây là sinh vật có thể là nằm trong huyền thoại, quý vị ha. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham quan những cái tiêu bản động vật ở trong cái khu này, sau đó là tới cái tiêu bản khu trưng bày các cái loài thực vật. Mong rằng chuyến đi này sẽ giúp cho quý vị, đặc biệt là những ai ở xa chưa có dịp về lại thành phố Hồ Chí Minh, và những bé mà chưa có điều kiện tham quan hoặc là chưa có dịp để tham quan Thảo Cầm Viên, thì có thể xem video này để biết thêm một chút cái kiến thức về các loài động vật ở trong Thảo Cầm Viên, cũng như là những cái tiêu bản động vật, thực vật và những cái mẫu vật của từng loài động vật và thực vật nó sẽ như thế nào. Tôi sẽ đi chậm để chiếu từ từ cho tất cả quý vị và các bạn nhỏ cùng xem nha. Rồi, bây giờ chúng ta tiến sâu vào bên trong cái bảo tàng xác ướp các loài động vật thực vật. Thank you.
Vâng, vậy là chúng ta đã tham quan toàn bộ được cái khu vực của bảo tàng thực vật động vật trong Thảo Cầm Viên của Sài Gòn. Khi đến cái đoạn mà chúng ta tham quan những cái tiêu bản về thực vật thì giờ chúng ta đã đi được một vòng ở trong cái bảo tàng này. Mong rằng cái video này sẽ giúp cho tất cả quý vị giải trí được cũng như là tìm hiểu được các cái kiến thức về sinh vật, động vật và thực vật, cũng như là những ai chưa có dịp đến với bảo tàng hãy ghé thăm bảo tàng, đồng thời ghé thăm Thảo Cầm Viên để có thể tận mắt nhìn thấy những cái hiện vật đang được trưng bày ở đây, thì nó sẽ hay hơn là xem qua cái video mà tôi đã chiếu cho các bạn xem. Hy vọng rằng tất cả quý vị cũng như là các bạn nhỏ sẽ yêu thích cái video này, và đừng quên bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video cho được nhiều người được biết tới. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở một cái chương trình kế tiếp.